Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì hôm qua mình có nhận được inbox của một bạn. Bạn ấy nói mình là bạn đang sử dụng cái laptop Acer. Và cái máy của bạn hiện tại bây giờ cứ khởi động lên là nó không vào Windows được, mà nó chạy thẳng vào trong BIOS luôn. Thì đây là một cái lỗi rất là hay gặp trên những cái laptop Acer, đặc biệt là những cái laptop Acer giá rẻ ha. Thì trong thời gian gần đây đó, có khá là nhiều bạn sử dụng cái laptop Acer và nó bị cái lỗi như thế này. Đó, giống như cái lỗi trên màn hình các bạn đang nhìn đây. Thì đây là cái hình ảnh mà mình chụp được từ cái lỗi của bạn đó. Thì cái lỗi này là do một số cái cài đặt trong BIOS nó bị lỗi ha, cho nên là nó không vào được Windows. Thì thường là cái lỗi này á, đôi khi chúng ta sử dụng máy, chúng ta tắt máy nó không đúng cách thì cái BIOS nó tự động nó bị lỗi. Hoặc là do một số cái lý do gì đó chúng ta không thể nói trước được thì cái BIOS của nó cũng tự động nó bị lỗi và nó chuyển qua cái trạng thái này, cho nên chúng ta không thể vào Windows được. Thì để giải quyết cái vấn đề này á, nó sẽ làm như sau. Mình đã chụp hình lại đây, mình sẽ cho các bạn tham khảo ha. Thì đầu tiên á, cái bước số 1 này. Cái bước số 1 ha, đầu tiên mình mở ở đây cho các bạn xem. Cái bước số 1 các bạn sẽ nhìn thấy á, là chúng ta sẽ vào trong cái mục cái tab Security ha. Chúng ta vào trong BIOS trước và chúng ta vào trong cái tab Security. Và chúng ta chọn cái mục là Security Boot Menu ha, Security Boot Menu. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ chọn cái mục Secure Boot và các bạn sẽ disable đi ha. Các bạn ấn Enter và các bạn disable nó đi. Đó, tiếp theo các bạn sẽ quay trở lại cái mục boot này. Tại cái mục mà fast boot này á, các bạn sẽ disable đi ha. Fast boot này các bạn sẽ disable đi. Thì một số dòng Acer á, nó sẽ không có cái dòng fast boot này. Các bạn sẽ không nhìn thấy cái dòng fast boot này, do là cái máy của bạn nó đã bị lỗi cái BIOS rồi, cho nên nó không có cái dòng fast boot này ha. Không có cái dòng fast boot này. Thì cái máy của các bạn mà mình hỗ trợ đó, thì máy của bạn nó đã bị lỗi cái BIOS, cho nên là nó không có dòng fast boot này, cho nên mình không có chỉnh được. Đó, thì các bạn sẽ vào cái mục boot này, các bạn chọn cái dòng fast boot và các bạn disable nó đi. Tiếp theo nữa, các bạn sẽ nhìn thấy cái mục mà launch CSM. Sau khi các bạn tắt cái mục mà fast boot đi á, các bạn sẽ nhìn thấy cái mục mà launch CSM này. À, ở cái hình này các bạn sẽ nhìn thấy này, launch CSM. Rồi các bạn sẽ enable cái mục này lên, enable cái mục này lên ha. Đó, rồi tiếp theo á, trên một số dòng máy Acer thì nó sẽ không cho các bạn vào Windows được. Thì ở cái mục mà Advanced á, cái mục Advanced này này, các bạn xuống cái dòng mà OS Selection và các bạn phải chọn đúng cái Windows mà các bạn đang sử dụng thì nó mới vào được nha. Thì nó vào được. Thì cái này nó chỉ ở trên một số dòng máy thôi. Nó chỉ ở trên một số dòng máy, chứ không phải là máy nào cũng có. Trên một số dòng máy có mục này. Còn các bạn chỉ cần làm những cái việc chính á, là các bạn vào cái mục Security này. Và các bạn tắt cái mục Secure Boot Menu này đi, là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn vào cái mục Boot, các bạn mở cái mục Launch CSM lên. Launch CSM này các bạn enable nó lên và các bạn tắt cái mục fast boot này đi. Sau đó các bạn khởi động máy lại, các bạn nhấn nút escape liên tục. Ấn nút escape liên tục trên bàn phím và các bạn chọn cái ổ cứng thì nó sẽ khởi động vào trong Windows cho các bạn ha. Còn trường hợp nếu như sau khi mà các bạn đã làm tất cả những cái bước này rồi mà các bạn vẫn không vào được Windows, các bạn chắc chắn là các bạn đã chỉnh cái mục launch CSM này lên enable và cái mục Secure Boot này đã disable rồi mà các bạn vẫn không vào được Windows đó, thì cái máy của bạn chắc chắn 100% là nó đã bị lỗi cái BIOS rồi. Thì hiện tại bây giờ đó, mình có nhận được một số cái comment cũng như là inbox của một số bạn sử dụng cái laptop Acer đó,
cái ngay cả những cái máy giá rẻ và cả những cái máy đắt tiền luôn thì đa số đều bị dính cái lỗi BIOS này. Thì không biết là bên Asus người ta có cái biện pháp nào để khắc phục hay không ha. Thì có khá nhiều cái máy Asus bị cái lỗi này. Thì đối với cái lỗi này đó, các bạn bắt buộc các bạn phải chạy lại cái BIOS ha. Các bạn phải chạy lại cái BIOS cho cái laptop của các bạn thì các bạn mới sửa được cái lỗi này. Nếu các bạn không chạy lại BIOS đó, thì các bạn sẽ không sửa được. Thì nếu như các bạn rành về kỹ thuật đó, các bạn có thể chạy lại BIOS. Còn nếu các bạn không rành thì bắt buộc các bạn phải mang ra ngoài tiệm, các bạn nhờ các bạn kỹ thuật viên người này, các bạn chạy lại BIOS cho các bạn để config lại cái BIOS thì các bạn mới vô được Windows ha. Tại vì nếu chúng ta đã làm những cái bước này rồi mà vẫn không vào được Windows đó thì nó sẽ bị lỗi cái BIOS ha. Có nghĩa là cái máy đã bị lỗi BIOS rồi. Thì các bạn cứ khởi động máy lên là nó chạy thẳng vào BIOS luôn. Nó không vào được Windows hay là không báo lỗi gì hết mà nó cứ chạy thẳng vào BIOS như này. Rất là khó chịu, chúng ta sẽ không sử dụng được máy nữa. Bắt buộc chúng ta phải mang ra để chúng ta nhờ các bạn kỹ thuật viên chạy lại máy ha. Thì mình sẽ sớm ra cái video hướng dẫn cho các bạn chạy lại BIOS của cái máy này ha. Hiện tại bây giờ thì mình không có cái máy Asus nào đây để mình test hết. Nhưng mà mình sẽ có một cái bài hướng dẫn bằng hình ảnh thôi, để mình hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn chạy lại BIOS cho cái laptop này. Hy vọng rằng sẽ giúp được cho các bạn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái quá trình mà mình giúp cho các bạn đó. Thì bây giờ bạn chịu khó bạn mang ra cái chỗ mà bạn mua máy á, nhờ người ta chạy lại cái BIOS này cho bạn nhé. Dạ.
nó bị lỗi cái BIOS này này, cái phần mà mình đang chỉnh á, cho nên là khi mà mình khởi động lên là nó cứ chạy vô trong đây hoài à, nó không có vô Windows được đâu, nó buộc phải chạy lại cái BIOS này thôi. Thì mình giúp cho bạn thì cũng được, nhưng mà bây giờ ngồi xa vậy thì mình không có công cụ để mình làm, cho nên là bạn chịu khó bạn mang ra cái chỗ bạn mua á, nó đang còn bảo hành á, nhờ người ta chạy lại cái BIOS cho bạn nhá. Dạ. Rồi ok, vậy thôi, chào bạn nha. Dạ, cảm ơn. Ok, chào bạn.